Trại hè SME AZ Talak, học chuyên sâu, giàu hoạt động. Cùng với SME AZ Capital và Incanto, SME AZ Talak là campus thứ 3 thuộc hệ thống trường Anh ngữ SME AZ danh tiếng lâu đời tại Philippines. SME AZ Talak nằm tại Talak, thành phố trung tâm của đảo Luzon, là thành phố xanh, sạch, đáng sống, môi trường an ninh tốt, phù hợp để tổ chức trại hè cho trẻ em. Không chỉ đào tạo tiếng Anh, cơ sở SME AZ Talak còn là trường quốc tế, giảng dạy học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, quy mô trường hoành tráng, rộng 20 hectare bao gồm phòng học, ký túc xá, hồ bơi, sân bóng rổ, sân bóng đá, thư viện, sân golf. Trại hè của SME AZ Talak tập trung vào việc học tập và cải thiện các kỹ năng tiếng Anh cho trẻ trong thời gian ngắn. Với chương trình ESL dành cho những bé muốn học giao tiếp tiếng Anh, chương trình luyện thi IELTS dành cho những bé có định hướng thi IELTS trong tương lai. Cả hai chương trình đều tổ chức lớp học từ thứ hai đến thứ bảy, giúp các bạn gặt hái kết quả rõ rệt dù chỉ du học trong 4 tuần. Trong lịch trình hàng ngày, bên cạnh học tiếng Anh, các bé còn được rèn luyện các môn thể thao như bơi lội, bóng rổ, bóng đá, đánh cầu lông, boxing, khiêu vũ cũng như tham gia nhiều chuyến du lịch, dã ngoại, hội thi khác. Nhờ đó, trẻ sẽ được phát triển cân bằng giữa thể chất và trí tuệ. Phil English với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tuyển sinh và phối hợp cùng các trường tổ chức trại hè tiếng Anh cho trẻ em. Ba mẹ hãy đăng ký cho con tham gia trại hè SME AZ Talak ngay để con bứt phá tiếng Anh, trải nghiệm mùa hè sôi nổi, nhiệt huyết nhé.